tao chia quay cái mặt anh chịu nổi sao cắt bánh kem đi Khánh, cắt bánh kem đi. Khánh, cắt bánh kem đi. Xin chờ cái giây phút cắt bánh kem nè. Các chuyện không một tách ra vậy. Nhiều ơi. Này. Quay cảnh nhiều. Tao luôn thích làm người số 1 nhưng mà thôi thì mày. Hôm nay nhân dịp sinh nhật Khánh, tao đây tập trung 1 2 3